Lan rừng bản đồ Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chiều hôm nay thì em chỉ được ít lô hàng thôi, gồm có là trâu rời, trâu nguyên bản, hoàng nhận nguyên bản và ngoài ra còn có là măng le tre khô của rừng Buôn Đôn, đặc sản của rừng Buôn Đôn về mùa này đó mọi người nhé. Thì sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu nhé. H1 một đơn trâu 7 cây. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 cây này với giá là 300k bao ship. Đối với những người mà ở xa thì em sẽ bao ship nhanh, còn những người ở khu vực miền trong thì em sẽ bao ship thường mọi người nhé. Khu vực ở miền Trung, miền Bắc là em sẽ bao ship nhanh nhé. Bắc miền Trung ấy. Còn khu vực Đà Nẵng trở lại thì em sẽ bao ship thường. H2 là một đơn 7 cây trâu tiếp theo. Này 2 3 4 5 6 và đây là 7. 7 cây này cũng có giá là 300k bao ship. H2. H3 đơn này cũng có 3 cây trâu rất là to. 1 2 và đây là 3. 3 cây rất to mọi người nhé. 3 cây rất to. 3 cây này thì trong đó có một cây này lá bị nứt một chút này. Đấy. 3 cây này với giá là 300k bao ship. Rất là to nhá. H4. Đơn này cũng là 7 cây. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 cây tha hồ mọi người ghép. Với giá là 300k bao ship. H5. Đơn này cũng là 7 cây. 7 cây. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 cây này cũng là 300k bao ship. H5. H6. Đơn này cũng là 7 cây. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 cây này cũng là 300k bao ship. H7. Đơn này cũng là 7 cây. 7 cây. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 cây đẹp nhá. Cũng có giá là 300k bao ship. H8. Đơn này là 3 cây. 3 cây này hơi bị lỗi nhẹ nhá. Đây bị tét nứt một chút này. Đây. Mọi người về bôi keo liền sẹo vào nhá, được những cái cây to như thế này rất là khó đấy mọi người ạ. 1 2. Cây này cũng bị tét một chút này. Đấy. Và đây là 3. Cây này thì nó ổn định bình thường. 3 cây này với giá là 250 bao ship. H8. H9. Đây cũng là một đơn 3 cây. 3 cây to. 1 2 3. Đấy. 3 cây này cũng có giá là 250 bao ship. H10. Đây một đơn này cũng là 3 cây. Cây này cũng bị tét một chút, xuất một chút thì cắt ở đây. 1. Cây này lá mít rụt rất đẹp luôn. Tuyệt vời đẹp luôn nhé. 2. Cây này là bị sâu là cắn. Một cây lá mít cũng rất là to. 3. Cây này một cây lá mít xoắn này. Đấy. 3 cây như thế này giá cũng chỉ có là 250k bao ship. H10 đơn duy nhất ấy. H11. Đây một đơn 3 cây rất là to. 3 cây rất to luôn. 1. Cây này bị tét nứt một chút. 2 3. 3 cây này với giá là 230k bao ship. H12. Đơn này gồm có 7 cây. 1 2 3 4 5 6
7, 7 cây đẹp nhá. Với giá là 300k bao ship. H13, đơn này gồm có 10 cây. 10 cây nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cây này có giá là 300k bao ship. H14, đây là măng le tre khô của rừng Buôn Đôn đây mọi người nhá. Đấy, cái này là của nhà làm ra, mua của dân, người ta đi rừng về, người ta lấy măng, mình về mình kẻ, mình luộc, xong mình kẻ mình phơi nhá. Cái này nấu miến măng gà hoặc là nấu hầm xương, đầy đủ tất cả các món về măng thì mọi người ai thích chế biến món gì thì chế biến mọi người nhá. Măng rất thơm ngon, măng rất vàng, rất đẹp mọi người nhá. Non, rất là non đấy mọi người, rất là non luôn. Đấy, cái này của nhà làm cho nên mọi người yên tâm, đảm bảo sạch 100% nhá. Măng đặc sản của rừng Buôn Đôn đấy mọi người nhá. Đấy. Với giá là 250k một ký. Một ký này thì em không bao ship mọi người nhá. Không bao ship nhá, 250k không bao ship. Đấy, bán giá cho mọi người lấy tiền công thôi nhá, công chẻ công phơi thôi. Đấy, 250k không bao ship. Một ký nhá. Đây là H14. H15. Một đơn này gồm có là 4 khúc trâu nguyên bản, một khúc lá mít chỉ thiên. Rất đẹp nhá. Đấy, một khúc. Khúc thứ hai. Thứ hai. Đấy, lá xếp cứng rất đẹp luôn. Khúc thứ ba. Khúc này cũng lá cứng xếp rất là đẹp luôn. Và khúc thứ tư cũng một khúc lá cứng xếp rất đẹp luôn. Đấy. 4 khúc này với giá là 300k em bao ship cho mọi người luôn, kể cả khúc gỗ nặng nhá. 300k bao ship luôn. H16, đơn này cũng là 3 khúc hoàng nhạn nguyên bản, rất đẹp luôn. Một khúc rồi. Một khúc. Khúc thứ hai đây, rất là đẹp. Rất to nhá. Khúc thứ ba đây, cũng rất là đẹp, rất là to. 3 khúc này cũng có giá là 300k bao ship cho mọi người luôn. 3 khúc nhạn nguyên bản này, 300k bao ship cho mọi người luôn nhá. Nhạn rất đẹp luôn đấy, 300k. H16. H17, đặc biệt một khúc này gồm có là 2 cây. Một khúc nguyên bản 2 cây, rất đẹp luôn, rất là to nhá. Rất to, rất đẹp. Đấy. Một khúc 2 cây, một cây trên, một cây dưới. Đấy, rất là tuyệt vời nhá. Ai chốt khúc này với giá là 250k em bao ship, mọi người về chỉ cần cắm vào chậu như thế này chơi rất là đẹp luôn nhá. Đấy, 250k bao ship luôn một khúc hoàng nhạn này. Đấy, đấy là H17. Đấy là tổng toàn bộ 17 lô chiều hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.